Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 67.000 đô la, biến động tương đối thấp trong 24 giờ qua. Sự thống trị của Bitcoin đã tăng vọt lên gần 59%, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Trong ngắn hạn, đợt tăng giá này đã đẩy Bitcoin vào vùng tham lam, ám chỉ những dấu hiệu tiềm ẩn của một đợt điều chỉnh. Theo lịch sử, sự thay đổi lòng tham thường trùng với giai đoạn trong chu kỳ mà Bitcoin sẽ trải qua một đợt điều chỉnh sau đó. Ở giai đoạn này, nhiều nhà giao dịch thoát lệnh để chốt lời, trong khi những người mua mới lại do dự, lo sợ sự điều chỉnh không thể tránh khỏi. Do đó, những nhà giao dịch này thường chờ cơ hội mua vào khi giá giảm, tận dụng đáy của thị trường khi sự thống trị của Bitcoin trỗi dậy trở lại. Hiện tại, với sự thống trị của Bitcoin ở mức cao mới và các tín hiệu khác chỉ ra đỉnh thị trường, Bitcoin có thể sẽ sớm có đợt điều chỉnh. Sự điều chỉnh này có thể khiến những người yếu thế hơn mất đi cơ hội, tạo điều kiện cho những người mua mới tận dụng cơ hội khi giá giảm. Trong dài hạn, theo dữ liệu của CryptoQuant, dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017. Theo lịch sử, dự trữ trên sàn giao dịch giảm mạnh chỉ ra áp lực mua ngày càng tăng. Đối với Bitcoin, xét theo đà tăng giá hiện tại, tâm lý thị trường có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng sau khi dòng tiền đổ vào. Dự trữ thấp có nghĩa là có ít Bitcoin có thể bán ngay lập tức. Điều này có thể thúc đẩy giá tăng vọt trong thời gian tới. Trong vòng 24 giờ qua, lợi nhuận chưa thực hiện của Bitcoin đã tăng vọt, cho thấy một bộ phận lớn người nắm giữ Bitcoin đang nắm giữ khoản lợi nhuận chưa thực hiện. Điều này phản ánh sự gia tăng niềm tin vào thị trường khi nhiều người nắm giữ lợi nhuận cao hơn. Hiệu ứng lan tỏa của áp lực bán giảm và tâm lý lạc quan ngày càng tăng đối với Bitcoin. Dữ liệu của Into the Block cho thấy có tới 94% người nắm giữ Bitcoin đã có lãi. Điều này tạo ra một xuồng tăng giá trên thị trường. Khi những người nắm giữ có lãi, họ sẽ không bán trong những biến động ngắn hạn, khiến nguồn cung Bitcoin càng trở nên khan hiếm hơn. Với sự gia tăng đột biến trong lợi nhuận chưa thực hiện, được hỗ trợ bởi phần lớn người nắm giữ lợi nhuận ở mức giá hiện tại, đợt tăng giá của Bitcoin có nhiều khả năng sẽ duy trì trong dài hạn. Bitcoin gần đây cũng đã thoát khỏi mô hình cờ tăng giá. Theo lịch sử, tín hiệu kỹ thuật này cho thấy giá sẽ tăng thêm. Dự trữ ngoại hối vẫn đang giảm và lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức cao. Sự đột phá này sẽ củng cố thêm khả năng Bitcoin tăng giá trong thời gian dài. Thông tin tiếp theo, Ethereum đã trở lại mức 2.600 đô la sau khi đảo ngược được giảm giá trong nửa đầu tháng 10. ETH đã phục hồi gần 10% từ mức 2.300 đô la nhưng gặp ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 2.700 đô. Kể từ ngày 9 tháng 10, ETH đã ghi nhận dòng vốn chảy vào tăng như thể hiện qua Chainlink Money Flow đang tăng. Tuy nhiên, chỉ báo này đã giảm trong 2 ngày qua, cho thấy dòng vốn chảy vào đã giảm nhẹ. Điều này có thể làm chênh hướng động thái mạnh mẽ của ETH trên ngưỡng kháng cự và vùng cung muốn tăng gấp đôi như một khối lệnh giảm giá. Vùng cung cũng là giao điểm với được kháng cự. Giá có thể bị từ chối ở đường MA50 ở mức 2.500 đô la. Tuy nhiên, nếu Bitcoin kéo dài được tăng giá lên trên 68.000 đô, ETH có thể tăng thêm 8% và đạt 2.900 đô la. Theo dữ liệu quyền chọn từ Deribit, ETH có thể không tăng mạnh vào tháng 10. Thị trường quyền chọn ít lạc quan hơn về việc ETH vượt qua 3.000 đô la trước khi kết thúc tháng ở mức 6%. Ngược lại, khả năng đạt 3.000 đô la cho mỗi ETH là 21% vào ngày 8 tháng 11, ngay sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Thị trường đang dự đoán giá ETH có thể tăng mạnh lên trên 3.000 đô la sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, vì chính quyền tiếp theo sẽ ra quyết định về DeFi. Trong khi đó, mức tăng 8% trong tuần này đã chứng kiến hơn 220.000 ETH lãi suất mở được thêm vào sàn giao dịch Binance. Mặc dù điều này chỉ ra tín hiệu lạc quan, xét đến sự tăng giá và nhu cầu giao ngay ngày càng tăng, nhưng nó không đưa ra bất kỳ hướng đi giá nào cho ETH trong tương lai. Nhưng đòn bẩy cao cũng đồng nghĩa với rủi ro thanh lý cao, đặc biệt nếu giá ETH giảm mạnh hơn nữa. Một thông tin khác rất đáng chú ý, XRP đã giảm mạnh vào đầu tháng 10 sau khi SEC tuyên bố nộp đơn kháng cáo vụ kiện với Ripple. Trong khi nhiều altcoin hàng đầu nhanh chóng phục hồi, XRP lại đi ngang, cho thấy nhu cầu thấp mặc dù đã giảm giá. XRP đã tăng lên mức 0.566 đô la trong 24 giờ qua do nhu cầu tăng đột biến trước khi điều chỉnh về mức giá hiện tại. Dữ liệu on chain cho thấy khối lượng mua lớn hơn áp lực bán trong vùng khoảng thời gian 2 ngày. Đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng lệnh mua dài hạn, cho thấy sự tự tin hơn của các nhà đầu tư vào thị trường phái sinh. Đợt tăng giá của XRP đến từ sự thay đổi tâm lý xung quanh cuộc chiến pháp lý của Ripple với SEC. Những nhà đầu cơ giá XRP tỏ ra phấn khích sau khi SEC bỏ lỡ phiên kháng cáo dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 10. SEC trước đó đã tiết lộ kế hoạch nộp đơn kháng cáo
chống lại phán quyết, nêu rằng XRP không phải là chứng khoán. Việc SDC không nộp đơn kháng cáo có thể là khởi đầu cho một làn sóng tăng giá khác đối với tiền điện tử. Tuy nhiên, thị trường hiện đang chờ đợi sự rõ ràng hơn, đặc biệt là từ SDC. Trong khi đó, XRP đang cho thấy động lực thú vị trong hoạt động giao dịch của mình ngày hôm nay. Theo dữ liệu từ CoinGlass, khối lượng giao dịch của các sản phẩm phái sinh, cụ thể là hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên XRP, đã tăng hơn 50% trong một ngày. Đồng thời, tất cả các tài sản tiền điện tử khác đang trải qua sự sụt giảm về khối lượng giao dịch cả trên thị trường sau ngày và thị trường tương lai. Khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai vĩnh viễn XRP hiện đã lên tới hơn 1,4 tỷ đô la. Đối với thị trường giao ngày, các con số cũng tương tự. Ngoài mức tăng rõ ràng 50% về khối lượng, tỷ lệ khối lượng so với vốn hóa thị trường của tiền điện tử cũng cho thấy hoạt động giao dịch tăng lên. Với tổng số gần 3 tỷ đô la và vốn hóa thị trường là 31,3 tỷ đô, tỷ lệ này là khoảng 9,6%. Con số này cao hơn bình thường, mặc dù không phải là bất thường, nhưng nó cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giao dịch đối với XRP. Miễn là sự biến động mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội, chúng ta có thể mong đợi XRP sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Và thông tin cuối cùng, sự cường điệu xung quanh meme CoinDog liên kết với Telegram đã có sự thay đổi lớn khi gần 99% người nắm giữ đồng tiền này hiện đang thua lỗ chỉ sau 60 ngày niêm yết. Từng là biểu tượng của kỳ vọng cao, Dogs đã bị ảnh hưởng bởi áp lực bán không ngừng khiến các nhà đầu tư chìm sâu dưới đáy. Với những lo ngại ngày càng tăng về tương lai, meme coin này hiện đang phải đối mặt với một thử thách quan trọng. Dogs ra mắt vào ngày 26 tháng 8 với việc phân khối khoảng 40 tỷ token cho khoảng 17 triệu người dùng Telegram, có giá ban đầu là 0,0017 đô la. Tuy nhiên kể từ đó, meme coin đã giảm mạnh 56%. Theo chỉ số GIOM, gần 99% người nắm giữ Dogs đang thua lỗ, với hàng tỷ địa chỉ đã mua Dogs với giá từ 0,00079 đến 0,0013 đô la hiện đang nắm giữ Dogs ở mức lỗ. Hiện tại, số lượng lớn người nắm giữ Dogs không có tiền cho thấy giá khó có thể tăng và có khả năng tiếp tục giảm. Một lý do khác khiến giá Dogs có thể kéo dài xu hướng giảm là khối lượng giao dịch. Vào thời điểm meme coin này ra mắt, khối lượng giao dịch đã lên tới hơn 2 tỷ đô la, cho thấy thị trường rất quan tâm đến Dogs. Nhưng hiện tại, khối lượng giao dịch của token đã giảm xuống còn 88,65 triệu đô, giảm đáng kể so với mức trước đó. Sự sụt giảm khối lượng này cho thấy hoạt động mua và bán giảm. Điều này có thể khiến đồng meme coin khó phục hồi từ mức thấp hiện tại. Với hoạt động thị trường thấp hơn, việc phục hồi giá có thể là một thách thức vì ít nhà giao dịch tương tác với Dogs hơn. Trên biểu đồ ngày, Bollinger Band xung quanh Dogs đã thu hẹp. Điều này cho thấy tính biến động hiện đang ở mức thấp và giá có thể vẫn nằm trong phạm vi mà không có biến động giá đáng kể. Khi các dài mở rộng, nó thường chỉ ra sự biến động cao và tiềm năng cho những biến động giá mạnh hơn. Tuy nhiên, với Bollinger Band co lại, có vẻ như thị trường đang kỳ vọng sự ổn định hoặc hành động giá chậm trong ngắn hạn đối với Dogs. Xem xét diễn biến giá hiện tại của Dogs, giá của meme coin này có khả năng giảm xuống dưới 0,00061 đô la. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư vào cuộc và mua vào khi giá giảm với khối lượng lớn, xu hướng có thể đảo ngược. Trong trường hợp đó, meme coin này có thể tăng lên 0,00081 đô la hoặc thậm chí có khả năng lên tới 0,001 đô la. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.